Xem nào, ta hãy xem về đã kỳ về tên what sao. Ok, hình ảnh bạn vừa nhìn thấy là hình ảnh của mình lúc mà tìm thông tin này khi ra có một bạn yêu cầu. Và mình thấy là mình chả có cái gì về Kiva còn lại trên mạng cả nên là mình sẽ kết hợp nó cùng với Forza Cosmic State vì hôm trước cũng có bạn yêu cầu. Vậy thì nếu không nói gì thêm thì chúng ta bắt đầu nào. Về Forza Cosmic State thì form này có chiều cao là 206 cm với trọng lượng là 98 kg. Lực đấm là 3,5 tấn, lực đá là 7,3 tấn, lực nhảy là 23 m và tốc độ chạy là 100 m trên 5,8 giây. Đơn vị cảm biến sinh trắc học đo dữ liệu sinh học của người sử dụng và thực hiện cung cấp điều chỉnh oxy cần thiết để hỗ trợ sự sống và kiểm soát cosmic energy. Giáp vai của vo xe được làm bằng hợp kim astridium và không chỉ tăng sức mạnh mà còn hoạt động như một anten để đo tọa độ khi thực hiện đòn finish. Đơn vị kiểm soát năng lượng chứa sức mạnh của Astro Switch trước ngực và có cảm ứng tích hợp, và khi mà chạm vào biểu tượng ở trên phần cảm ứng đấy thì sẽ sử dụng được sức mạnh của Astro Switch tương ứng. Thiết bị hình vòng cố định chứa năng lượng Cosmic gắn vào tay trái và tay phải. Nó có chức năng hỗ trợ sức mạnh y hệt như Bolide Detector, do đó độ ổn định room khi sử dụng thanh kiếm hình tên lửa sẽ giảm đi. Nói trước là video hôm nay sẽ không nói về thanh kiếm tên lửa vì mình không tìm được tí thông tin nào về nó cả, nên là thôi nha. Sau lưng của Forze là phiên bản nâng cấp của động cơ lực đẩy của form trước, nghĩa là sau lưng Forze lúc nào cũng có một cái kiểu dạng tên lửa để bắn lên ấy, thì đây là phiên bản nâng cấp. Đại loại là thế. Bộ đồ của Forze được bao phủ một trường năng lượng cosmic có cấu trúc cơ bản giống như các form khác, nhưng màu chuyển sang màu xanh lam vì bề mặt được bao phủ bởi trường năng lượng cosmic có chức năng hạn chế những tác động từ bên ngoài và giảm thiệt hại cho Forze. Ngoài ra thì module được lắp ở hai chân đóng vai trò như đầu nối cấp năng lượng cho cosmic từ nguồn, cung cấp sức mạnh cho Astro Switch và các vũ khí vật chất hóa nhờ Astro Switch đó. Tuy nhiên thì nó bị giới hạn chỉ sử dụng một công tắc tại một vị trí. Và đấy là tất cả những gì mình tìm được về Forze Cosmic State. Vậy thì nếu như mình tìm cái gì thêm thì chắc là mình sẽ nói dưới phần comment. Nên là thế thì mình thấy video hơi ngắn nên mình sẽ làm tiếp theo về Kiva. Camera Kiva cũng ngắn nên mình sẽ làm thêm về Dark Kiva. Bởi vì Dark Kiva là bố của Kiva. Đại loại thế. Vậy thì Kiva Emperor Form có chiều cao là 210 cm với trọng lượng là 100 kg, lực đấm là 18 tấn, lực đá là 32 tấn, lực nhảy là 180 m và tốc độ chạy là 100 m trên 3 giây. Kiva Emperor Form ban đầu được chế tạo dành cho vua của loài Fangre, Fangire. Đấy, mình chỉ biết đọc thế thôi. Cái tên của DK mà không đọc được thì bạn yêu cầu mình đọc cái này kiểu gì? Nó có khả năng phá hủy một quốc gia và phát ra ngọn lửa có nhiệt độ là 7.000 độ C. Và đòn Finish Wake Up Fever có sức hủy diệt là 180 tấn và mạnh hơn 5 lần so với đòn Wake Up thường. Ngoài ra thì nó có 3 đòn finish khác sử dụng Gabru Saber, Basha Magnum hoặc là Hammer tùy vào tình huống hoặc tùy vào tình huống phim. Cơ bản là trong phim ta chỉ thấy một lần sử dụng Gabru Saber và còn lại là dùng Wake Up Fever vì nó là cú kích. Ngoài ra thì Kiva có một hình thái khác là Wing Form với hình dạng một con rơi. Nó có chiều cao cơ thể là 180 cm với chiều dài cánh là 380 cm và trọng lượng là 100 kg. Lực đấm của nó tương đương với cả là cái sức tàn phá của bộ cánh của nó là 10 tấn và lực đá là 18 tấn. Lực nhảy là vô hạn vì nó biết bay. Với tốc độ bay là 3,4 Mach 3,4. Nhanh phết. Với đỉnh cao của cái form này là khi nó kết hợp với cả các Sodoran và nhảy từ trái đất tung một kích xuyên người Commander Arc mà vẫn đục một lỗ to tướng trên mặt trăng, đúng sức đủ đủ sức hủy diệt một quốc gia nếu như mà muốn. Và tiếp theo nói về Dark Kiva, về cái con Kivat dùng để biến hành Dark Kiva là bố con Kivat dùng để biến hành Kiva trong TV series và bố của Kiva Wataru ấy cũng là người sử dụng Dark Kiva được 2-3 lần hay 3-4 lần rồi chết rồi. Vậy thì form này có chiều cao là 205 cm với cân nặng là 112 kg. Nó có lực đấm là 20 tấn, lực đá là 35 tấn, tốc độ chạy là 100 m trên 1,2 giây và lực nhảy là 250 m. Vậy thì như các bạn đã thấy là nó cao hơn Emperor Form bởi vì nó là tiền bối, nó là cái đời cha phải bá đời con, và đây chỉ là base của Dark Kiva và nó đã bằng Emperor Form của Kiva. Yeah, tương tự với Kiva thì nó không thể được sử dụng bởi con người và chiếc áo choàng của nó có thể vô hiệu hóa tất cả các đòn tấn công với khả năng phòng thủ gấp 3 lần so với giáp của Emperor Form.
Còn finish của Dakiva thì Dakiva có khả năng tạo ra một biểu tượng rơi, có khả năng khóa đối thủ tại một vị trí để finish. Những đòn finish dùng có Wake Up One tung ra một cú đấm và là sóng xung kích đấy đủ sức để phá hủy nhiều tòa nhà cao tầng. Wake Up Two tập trung sức mạnh ma thuật của toàn bộ cơ thể chân và tung ra một cú đá đủ sức để phá vỡ mặt đất và làm cho dung nham phun trào. Xin nói luôn là Wake Up Two thì đã bằng Wake Up Fever của Kiva rồi. Thế nên là cái đòn Wake Up 3 này mới là điểm đặc biệt của Dakiva. Wake Up 3 tập trung toàn bộ sức mạnh của King tại trung tâm của cơ thể, sau đó giải phóng nó như một vụ nổ và nó có thể hủy diệt thế giới tương đương một hành tinh. Tương đương một hành tinh thôi, thế giới đây là một hành tinh. Với cái giá là bản thân người sử dụng cũng bay màu vì phát nổ bản thân mà. Hợp lý. Vậy thì đấy là hết của video rồi. Nếu bạn thấy hay hãy like, subscribe. Mình em Bistway là bye.